Đây, xin chào cả nhà. Bây giờ mình chuẩn bị cơm tối, mình làm món thịt bò. Mình xào chung với nấm, củ hành với trái ớt chuông nha bà con. Đó, bây giờ tỏi mình đã băm sẵn rồi. Rồi bây giờ đầu mình ướp. Cái này là nước sốt, đó là oyster sauce. Là sốt oyster là gì ta? Con hàu, nước sốt hàu với bột muối, đường với bột ngọt. Là bắt đầu bây giờ mình ướp với tỏi trước nha bà con, mình ướp trước đã ngồi mình mới xào. À đây, bây giờ bắt đầu mình bỏ thịt bò vô tô nha bà con, với tỏi. Tỏi mình đã băm sẵn rồi, đầu mình ướp nó. Đây mình ướp chung với dầu hàu, bột ngọt, đường, muối. Đó, bây giờ bắt đầu mình ướp nó chung. Đặng mình để cho nó thấm á, mình mới đem đi xào nha bà con. Đây, bắt đầu giờ mình xắt củ hành nha bà con. Đây, củ hành nè. Lột nó ra cho nó bung cái này ra. Lấy nó cho nó bung ra để ngồi mình xào nó không bung ra. Bây giờ đầu mình sắc nắm. Có hai chồng làm đủ ăn thôi bà con, làm nhiều quá bữa sau ăn không ngon. Cái gì cũng gì ăn một lần thôi, chứ đừng có làm nhiều quá cái ăn hai buổi là không ngon. Nấm mình chẻ đôi thôi nha bà con, không có chẻ ấy, chẻ đôi thôi. Đầu mình sắc ớt. Đó, bây giờ xong rồi bắt đầu mình đi xào nha bà con. Đây mình bỏ một xắt miếng tỏi mình xào. Đây, bây giờ bắt đầu mình đi xào nha bà con. Đây, bây giờ mình bắt chảo lên mình để dầu vô nha bà con, để miếng dầu vô, mình để tỏi vô xong mình xào. Đây, tỏi bắt đầu nó thơm nó vàng rồi, đầu mình đẩy vô đây mình xào. Con bị lửa nhỏ nha, cái lửa nhỏ quá thịt bò nó dai lắm, mình xào bự lớn lớn thịt bò nó không dai.
Đây thịt bò nó vừa chín bắt đầu mình để ớt chuông vô, củ hành vô, nấm mình đổ sao. Bây giờ bắt đầu mình để lên cái nấm vô nha con, nấm vô. Mình đừng để nước nha, chút xíu cái nấm nó sẽ ra nước nha bà con, mình đừng để nước. Cái nấm phải chút xíu sao mới ra nước kìa. À mình để xíu tiêu vô nha cho nó thơm nha bà con nha. Đây mình đã xào xong cái món bò xào với nấm và củ hành với ớt chuông nha bà con. Mình đã xào xong một món đó rồi đó. Tối nay là hai chồng mình ăn tối là gì đó, đơn giản vậy thôi, không có gì hết đó. Bà con có thích thì cho hai chồng mình xin một like ủng hộ hai chồng mình nhé. Thành thật cảm ơn nhiều.